Hello, chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hiện tại mình đang có mặt tại công viên Dịch Sinh nha các bạn. Thì phía sau các bạn thấy đó là hình ảnh một tượng đài của bác sĩ Dịch Sinh nha các bạn. Người đã bỏ 50 năm cuộc đời của mình để tìm ra thuốc để chữa dịch hạch nha các bạn. Và cũng là người theo mình được biết là cũng là người khám phá ra vùng đất Đà Lạt nha các bạn. Thì hiện tại mình đang có mặt ở đây là lúc khoảng 2 giờ chiều. Thì mình cảm thấy rất là tự hào nha các bạn, bởi vì mình cũng là một người làm trong lĩnh vực y tế nên mình đứng đây mình rất là tự hào và rất là xúc động các bạn. Các bạn cùng theo chân mình để xem thử tượng đài này có gì đẹp, cái gì đặc sắc về nó, mang một tầm ý nghĩa tự hào như thế này nha các bạn. Các bạn theo chân mình nha, let's go. Đây nha các bạn, đây là tượng đài của bác sĩ Dịch Sinh. Alexander Dịch Sinh thì sinh năm 1863 và mất năm 1943 nha các bạn. Đây, bạn thấy, và cho bạn thấy rõ nha các bạn. Đây, bức tượng được cao 4m các bạn, làm bằng đá granite ở Vũng Tàu, thì được hai nghệ nhân chế tác ra nha các bạn. Đó là Xuân Tiên và Ngô Liêm của Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh điêu khắc nha các bạn. Đây, các bạn chung. Đây là một vị bác sĩ rất là có tâm huyết, dành 50 năm cuộc đời của ông để nghiên cứu và chế tạo ra vaccine trị bệnh dịch hạch các bạn. Tượng đài nằm rất là uy nghiêm, nằm giữa khung cảnh biển của Nha Trang nha. Nhìn rất là tự hào nha các bạn. Tượng cao 4m. Đây các bạn thấy độ cao của bức tượng. Đây, cho các bạn xem. Vị bác sĩ rất là sống giản dị, có tâm với nghề nha các bạn. Thì tượng đài xây rất là đẹp và rất là uy nghiêm nha các bạn. Đây toàn cảnh của công viên, chỗ nơi đặt tượng đài các bạn. Alexander Dịch Sinh là một bác sĩ y khoa, cũng là một nhà vi học và nhà thám hiểm người Pháp về Việt Nam gốc Thụy Sĩ nha các bạn. Khuôn viên phía trước tượng nha các bạn. Phía trước tượng đài thì chúng ta có một cái hồ nước rất là đẹp các bạn. Đây là công viên Dịch Sinh nha các bạn. Ngôi mộ của vị bác sĩ này hiện tại nằm ở xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa nha các bạn. Đây là phía sau của tượng đài nha các bạn. Theo mình được biết á, thì trong di chúc ông để lại thì ông có viết là tôi muốn được chôn ở suối Dầu, hãy chôn tôi nằm úp xuống. Thì theo đúng nguyện vọng của ông thì thi hài ông nằm sắp đầu thì bay về hướng biển, như muốn ôm trọn mảnh đất Khánh Hòa vào lòng mình.
thì ông rất là thương Việt Nam, yêu Nha Trang, coi đây là mảnh đất quê hương thứ hai của mình. Và ông mọi toàn bộ tài sản của ông thì ông tặng hết cho Viện Master Nha Trang bây giờ các bạn, về những người cộng sự lâu năm. Đây là một nghĩa cử rất là cao đẹp cho các bạn. Các bạn thì theo chân mình thì các bạn thấy tượng đài rất là uy nghiêm và rất là đáng tự hào đúng không các bạn? Đây. Mình đến đây với một lòng biết ơn đối với vị bác sĩ. Mình xin dành một lời cảm ơn đối với vị bác sĩ này. Đã bỏ hơn 20 năm cuộc đời của mình để nghiên cứu ra thuốc để chữa bệnh dịch hạch, về để làm việc và sinh sống tại Nha Trang. Và ông coi nơi đây là quê hương thứ hai của mình. Nếu các bạn thấy video này hay và các bạn muốn mình giới thiệu các bạn thêm nhiều những di tích lịch sử, những nơi đẹp ở tỉnh Khánh Hòa này, thì các bạn cho mình một like và một chia sẻ, một lượt đăng ký nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.